Bạn thì các bạn đang coi chuyên mục là kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng cho cái xe Rim Thái. Rồi chào các bạn, thì hôm nay em sẽ tiến hành là làm máy Rim Thái. Trời ơi, sửa xe mà không đưa quá xe luôn, may đi về luôn. Thì hôm nay là ngày em nhận xe ha. Thì xe này anh trai em nói là nóng lên là kêu, mà giờ không còn nóng luôn, giờ nguội là đã kêu nè. Xin cam đồ là kêu hết đó, thì bây giờ tiến hành là sẽ làm lại cho ảnh. Chào các bạn, chào chủ xe luôn, chủ xe đứng coi nè nha. Một là tua số mi ở đây ha, hai là tua số mi ở đây ha, là ba con lốc số rất là quan trọng, phải kiểm tra toàn bộ số mi lại hết, lát rửa sạch sẽ rồi kiểm tra. Lốc xanh nhớt là AB nè, này là chồng sơ mi vô luôn nha. Ồ, bài này mới nha hậu. Lát nữa sẽ kiểm tra lại ốc xả nhớt này cho anh nha. Ốc xả nhớt này của anh hồi đó giờ là người ta làm lần nào cho anh chưa? Không biết, lâu lắm xe chưa có ông. Chồng sơ mi vô nha, là đóng một cái sơ mi vô đây luôn nha. Đóng sơ mi nhôm nha. Đỉnh của đỉnh luôn nha. Là người ta đóng giống như là cái lỗ này là 20 đi. Người ta sẽ đóng một cái sơ mi nhôm 18 vô đây, người ta quay răng lại. Cầm coi nó có dấu là anh biết à, anh cầm kỹ. Sáng thứ bảy xuống nhá. Dạ em cảm ơn anh. Bây giờ em mở cửa. Dạ 8 giờ anh. Anh chị sớm hơn đấy. Khoảng 8 giờ các bạn đây rồi, để xe tôi đi. Dạ dạ cảm ơn anh. Đúng không? Thấy cái đường chỉ không? Má mà biết không? Làm ghê thiệt cho. Do này đúng do anh Rim Thái á. Xe này của anh Rim Thái đời đầu quá, đời lâu quá. Do anh Siro nè. Lát nữa anh đứng đây em trả đồ cũ cho anh luôn. Số là mòn cút nhông nè. Lát nữa em trả số trả đồ hết. Các bạn coi tầng anh cam là người ta mài hết nửa cái như vậy luôn. Rồi lát nữa lá bố lá sắt là em trả giờ cho anh luôn. Bánh bông nhớt số mòn cút nhông là mồ bi. Rồi số rổ nữa nè, số rổ bắt buộc là phải thay rồi nè, không thay sao người ta đi. Rồi cam cờ luôn, bích tông cốt 3 sẽ đóng trả về tăng đa lại cho anh. Hai mặt nhôm này, hai mặt nhôm lô. Các bạn thấy nước nhôm này biết luôn không? FCC. Rồi bộ nồi này cũng là bộ nồi lô luôn. Thì anh muốn đáp là trả giờ lại nồi Super Nhật thì anh báo em. Đúng bộ nồi Rim Thái luôn, không bao giờ có hàng. Người ta đang bán là bộ nồi Rim Thái mới. Người ta nói là đồ Thái mới mà không phải, cái đó vẫn là đồ lô luôn. Em đáp lại là em đáp Super Rim hết. Đó. Con này ráp lại xài được anh ơi. Cái này anh muốn ráp lại xài thì em ráp lại cho anh, nhưng mà hiện tại là cái này nồi lô đó, thì em báo cho anh biết trước, anh muốn ráp lại xài thì ráp lại xài luôn đó. Cầm đế ba càng này của anh là đế ba càng lô luôn, nguyên bộ nồi anh là lô hết á, là 100% luôn, là tất cả chi tiết là lô hết, là riêng bộ nồi. Rồi đây là qua lăng của anh thì là nó xét sẵn ha. Dạ qua lăng mua mắc tiền của anh để xài anh. Đúng rồi các bạn, thì các bạn đang coi chuyên mục là kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng cho cái xe Rim Thái. Một cái xe Rim nó cũ siêu cũ, các bạn chưa làm lần nào, đồ nó vẫn zin hết 100%. Một cái xe nó siêu cũ như cái xe này, nhìn ở ngoài đồ đẹp còn liền, nhìn ngoài là nhìn vàng ngoài vàng áo vàng đồ nha, chứ phần máy chủ xe người ta đã làm rồi thì ở trong cực kỳ nát. Các bạn coi lại lần nữa về cây dên, em nhấn mạnh là kiểm tra sửa chữa bảo trì và thay mới lần sau lần dây. Thì khi mà em rã một cái xe cũ, một cái xe dọn, một cái xe sửa chữa ra bất kỳ, thì nó sẽ đều ở khía cạnh là đồ đạc em giữ lại được cái gì em sẽ giữ lại cho các bạn, và những món nào không giữ lại được thì bắt buộc luôn là em sẽ thay mới. Ví dụ như ở đây
là cái zone nào đó giờ các bạn thấy 10 xe em làm là em giữ lại hết 10 cây. Nó hiếm khi nào mà có trường hợp là phải thay cái zone lắm. Nhưng mà ở đây là xe này phải thay cái zone thì mời camera tới đây. Đó, các bạn coi ở phần zone nè. Nó dập đầu. Nó dập cái chỗ này là cái lưng mặt đạn các bạn, người ta bầm trước đó do thợ trước đó nó bị lõm lưng này nè. Người ta không đắp hàng lại mà người ta bầm. Và cái quá trình này là nó nát luôn à, nó hư cái zone. Đó, zone này là zone siro của ảnh này, zone siro rất hiếm mà. Đó mà giờ là hư cái zone siro rồi. Thì giờ bắt buộc luôn là phải đổi qua lại cho ảnh một cái zone rim thái xịn khác, zone N. Đó, và đi cái zone này á thì vẫn là thay mặt đạn NTN của Nhật. Đó. Đây. Và băng trên chai lại. Rồi. Em thay mặt đạn, em thay tay dơn lại luôn, mình mua cái dơn theo xe và mình thay mặt đạn thay tay dơn. Tiếp đó đó là về phần lốc. Lốc ở bên này á là em sẽ thay một cái lốc mới cho ảnh. Đó. Mình thay một cái lốc nhớt mới. Sau khi mà em thay lốc sang nhớt mới á thì cái lốc cũ này em phải vệ sinh sạch sẽ lại. Rồi mời camera tới. Em vệ sinh sạch sẽ lại cho chủ xe. Và em đóng sơ mi lại cho chủ xe nè các bạn. Đóng sơ mi lại. Rồi em đóng sơ mi bên đây lại. Rồi em đóng đây lại luôn. Bởi vì lốc xe này á, cái người trước người ta thực hiện, người ta làm nét rất là nhiều, tuôn sơ mi hết. Thì mình phải kiểm tra những ốc sơ mi. Rồi về phần bộ số, em sẽ thay cho chủ xe một bộ số mới. Xe này đồ lô không nha các bạn. Mặt đạn em sẽ thay lại full mặt đạn NTN cho chủ xe. Mời camera quay chân lên chút. Rồi. Giờ phần lồng nè thì đang từ trái cốt 3 luôn không ta. À, em sẽ dây và lại trái Estanda, em đóng lồng em trả về lại Estanda cho chủ xe. Đó. Đi xe mi dày. Đầu á em sử dụng lại đầu cũ của ảnh. Nhưng mà em thay cho ảnh là hai số bắp CNC. Em thay số bắp CNC, em sử dụng ốc tán chỉnh cò có số bắp dinh hãng cho chủ xe. Thì ở trên phần đầu á, nó sẽ gồm là hai con cò nè, ốc tán chỉnh cò có số bắp nè, một cây cam hãng nè, một cặp ác cò hãng nè. Đó, thì nó mới hết cái phần đầu bò nha các bạn. Chứ các bạn nghĩ đầu bò không có gì, tại cam cò của ảnh hồi bữa ấy mà đúng không? Rồi bây giờ là nồi nè, em trả về lại đúng full bộ nồi hãng nè, là thay toàn bộ lại lá bố chính hãng nè. Hai mặt nhôm nồi là trả về lại hai mặt nhôm nồi Superim nè. Thì ảnh á, ảnh bị một cái giai đoạn là ảnh đứng phân vân, là ảnh thấy em thay nguyên bộ nồi Superim vô ảnh sợ là chất lượng không tốt, mà trong khi đó trên xe ảnh là nguyên cái nồi lô. Ảnh thì ảnh lại muốn là cái gì đó cao cấp hơn là một cái nồi thái rim thái hay gì đó. Nhưng mà mình nói với bạn, tất cả nồi rim thái đang bán hàng mới giờ nồi lô hết, đâu phải đúng chính hãng của Đa Thái Lan đâu. Ai nói là đúng chính hãng của Đa Thái Lan ra đối chất với em nè, lô hết. Chính hãng của Đa Việt Nam trước đi là đã không có đủ tiền chơi, mà quay lại cái nó kinh tế anh không đủ không nhiều, mà lại muốn đòi xài đồ xịn càng nhiều. Đầu ra như đó, em thì em set up cho anh, em nói với anh luôn á là thực sự là những nơi khác là chưa chắc là đủ cái phụ tùng để set up như em đâu. Hai mặt nhôm nè, nồi ở đây em là em thay cặp nhôm hú mới nè. Đó là cặp nhôm hú trên xe ảnh là đi cặp nhôm hú lô nè. Thì bây giờ ở đây là em thay cặp nhôm hú, nhưng mà em vẫn đem cái chuông nè, các bạn thấy nè, em đem cái chuông em đi gia công lại cho ảnh. Đó, rồi camera quay kỹ giùm anh ha. Rồi, và ở đây là nguyên cặp nồi nè, là em sẽ thay nguyên cụm nồi Superim mới nè. Đó, và chuồng heo thì trong đây á, là em sẽ thêm 4 là sao bấm là bay cho ảnh nữa. Còn hai cái này á là hai món quan trọng nhất, một là lông đền báo số của rim thái cực kỳ quan trọng, thứ hai á là than báo số của rim thái. Rồi bắt đầu camera quay thiệt chậm giùm anh đi. Toàn bộ sân cam, sân đề, con sùng, bánh ti tăng cam, tất cả là phụ tùng chính hãng hết. Thiệt chậm, thiệt chậm, thiệt chậm, thiệt chậm giùm anh. Bây giờ em đi Rodai tối nay nữa, ngày mai là anh qua anh lấy xe được. Thì ở đây là lọc gió của anh á, em sẽ thay lọc gió mới cho anh. Tại lọc gió của anh dơ quá rồi, bình xăng con em xúc rửa cho anh rồi. Còn lọc xăng này em cũng sẽ thay ha.
Chào bạn, hôm nay chị thử xe rim Thái sửa chữa các bạn. Xe này đúng nghĩa là em chỉ làm đúng phần máy thôi, không làm bất cứ gì khác. Thì ở đây là dựa theo kinh tế mỗi người mỗi điều kiện khác nhau ha. Thì em chạy đô đai rất là kỹ. Rồi bữa đây là thứ bảy nè, mai chủ nhật là em sẽ giao xe chủ xe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bất cứ em làm xe nào cũng vậy, em thích như vậy. Em thích chính em là người làm, chính em là người sẽ trải nghiệm xe nó như thế nào khi mà giao chủ xe. Ví dụ như những chủ xe mà thắc mắc về xe ta gọi à, thì em nhớ anh này là anh nào rồi làm gì ở tiệm em. Chứ còn thật sự mà em không thích kiểu là mở nhiều chi nhánh xong rồi khách hàng ta tới ta sửa mình xong mình không biết. Chủ xe chắc là tự con đo đong đếm kinh tế của mình, sau đó thì chủ xe có nhờ em á, là kiểm tra lại xe anh đang đi hay tắt máy ngang là nó do cục IC và cái dắt điện IC á, làm em thay lại cục IC rim Thái rim Super mới giờ cho ảnh là một với lại dắt điện IC. Tiếp đến đó là ảnh yêu cầu làm thêm vài món, thì ở đây là một á, là em sẽ thay bao tay, tại vì cái bao tay ống ga của ảnh các bạn nó cũ, nó teo lại á, nó nứt tét cái ruột ống ga luôn đó. Và đồng hồ của ảnh nó chạy lên xuống nó kêu lọc cọc vậy nè, thì em thay là bộ đồng hồ trên, bộ đồng hồ dưới. Thì ở đây là xe sửa chữa không phải xe dọn nha các bạn, nên cùm á em chỉ gắn tương đối với ảnh thôi, không ra thì khi không ra là nó sẽ bị thụt ổ khóa vô vậy nè. Nó sẽ có tùy trường hợp, là trường hợp ổ khóa đưa ra, trường hợp ổ khóa đưa vô, là lợt bên trái lợt bên phải thì mình sửa, nhưng mà thực sự là những vấn đề này sửa rất là cực và rất là lâu đó. Rồi em thay bờ đầu đèn, và đồng hồ này của ảnh cũng vậy, là không bắt đường ốc luôn do nó gãy cái đế trắng ở trong á, cho nên là em thay cái đế nhựa đồng hồ và em làm lại cái đồng hồ này cho ảnh đó. Em trả bờ không luôn, em trả bờ không á thì em trả chủ xe dễ đi, dễ canh số km thay nhớt. Giống như giờ hôm nay là tay làm cho anh nè, thì anh đi anh canh cho đồng hồ là 500 cây anh thay bình nhớt, anh xả bỏ rô đai. Tiếp đến đó là 1.000 cây anh xả bỏ rô đai, và sau đó là cứ định kỳ 1.500 cây là anh rô đai nhớt một lần, thay nhớt một lần. Rồi dàn chân rồi tất cả mọi thứ là không có làm gì lại cho ảnh hết rồi đó. Thì bây giờ là đã xong, máy móc rồi êm ái ngon lành. Bây giờ chờ quá trình ảnh rô đai, sau 2.000 cây 3.000 cây thì tới căn chỉnh lại, vậy là xong.